Yamato Renrit mở ra. Với sự chỉ đạo của Beruba, cô ta cung cấp những bất cầu lợi hại nhất cho Rider đại diện cho mình, không ai khác ngoài Buffa. Trước những sức mạnh ghẻ mà những Rider bên phe chính diện có, Buffa lúc này áp đảo Kiss với sức mạnh của Magnum, không phải bằng zombie mà là chính Command Trim Buckle với hình dạng đầu tiên Rising Sword. Không thực hiện những đòn chém điệu nghệ như Kiss, Buffa lao thẳng vào kẻ thù, tận dụng thanh gươm của mình như chiếc lưỡi cưa Poison Rake, nhưng tất nhiên nó không có khả năng xé toạc kẻ thù mà chỉ là một thanh gươm cơ bản. Buffa cũng không thể nào sạc đầy thanh gươm này vì kẻ thù mà anh đối mặt lại chính là Kiss, kẻ không dễ dàng gì bị trúng chiêu bởi hành Rising Sword. Không còn cách nào khác, với máu liều nhiều hơn máu não, anh đã chém thẳng thanh gươm này vào người mình để sạc đầy nó và kích hoạt trạng thái thứ hai, Z and Cannon. Firm anh luôn tận dụng là hình dạng Z với khả năng di chuyển một cách linh hoạt trên bầu trời, áp đảo được Kiss ở hình dạng Magnum bằng khả năng bay lượn, dễ dàng cho chúng ta thấy được sức mạnh áp đảo từ Firm này. Trong movie V Cinema, chúng ta thấy rõ hơn về sức mạnh của Z. Anh tận dụng khả năng di chuyển linh hoạt để áp đảo những tên Yamato và thực hiện đòn finish. Anh sẽ lao nhanh về kẻ thù, sạc đầy năng lượng vào hành Rising Sword với nhát chém hai màu, tiễn biệt hai tên Yamato một cách cực kỳ chóng vánh bằng tốc độ của Z.